Rồi, xin chào anh em. Và bây giờ thì mình sẽ lại lên cho anh em một em đồng hồ. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái bề mặt kích thước là nó mà rơi vào khoảng là 41. Có đầy đủ các cái thông số quen thuộc như là ngày, tháng, năm, giờ, giấc, có hết luôn. Rồi, dây thì rất chắc chắn này. Nó nhỏ gọn, đeo rất là phù hợp với những người cổ tay nhỏ như mình. Ok. Mặt sau thì chúng ta vẫn có những cái thông số. Ví dụ như là đây là vân máy cơ và chống nước 3M. Đó, chống bụi, chống xước. Ok, mặt kính sapphire. Đó, có GG hay là có làm gì chăng nữa thì là vẫn mặt kính vẫn là đẹp trong vắt luôn. Đó, đây là một số những cái thông tin cơ bản để giới thiệu cho anh em. Rồi, và như thường lệ thì vẫn có sách bảo hành, sách hướng dẫn và thẻ bảo hành cho anh em. Anh cứ yên tâm mà múc đi. Đủ các loại màu anh em thích luôn, hoặc là múc cả 5 màu luôn. Mỗi ngày đi làm đeo một cái, đeo màu. Đó. Ok chơi anh em. Rồi, màu nào cũng đẹp anh em nhé. Ví dụ màu đen này trông hay này. Màu đen này lên tay này cũng khỏe mạnh lắm này. Đó, đấy. Ok, rồi, đây là một số cái thông tin mà mình muốn chia sẻ anh em. Màu vàng đẹp anh em. Ui xoài. Em ơi, dồi ôi, đẹp chưa? Lên tay thì hết nước chấm luôn. Đó, ok. Rồi, đây là một số thông tin cơ bản mà mình muốn giới thiệu về các anh em nhé. Cái mặt trước của nó thì nó sẽ là hở máy nhé. Khá là hay. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em.